tàu dầu gia đình. Tàu này tàu kéo chở dầu luôn. Tàu cũng khép luôn, quá xa bự. Đánh cũng được nửa vàng lưới rồi gia đình ơi. Anh chờ tới ống là em quăng cái ống này thôi nè. Hồi nãy có cọc rồi mới bỏ thúng tròn em xuống thúng kéo. Cái lò nhìn ngon ha gia đình. Đẹp ha gia đình. Kêu cái coi đó, kêu cái coi kêu cái nữa các bạn đó. Dạ mến chào cô chú anh chị nha, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Giờ này mới có 12 giờ gia đình ơi. 12 giờ 10 em đi ngày lưới cá lặn ở quê hương của em. Gia đình đi biển với em nha, có điều có nhiều điều vui lắm. Bắt đầu nãy giờ là ở trên xóm em đi xe ba càng vô trong Phước Tỉnh. Giờ mấy anh mấy chú đang kéo neo rồi. Đi trên xuồng hiện tại giờ là 5 bạn một lái. Em nữa là 7 á. Ngày em đi hôm nay là ngày lưới ngao nha gia đình. Kêu bằng lưới cá lặn. Lặn xuống nghe cá kêu vô mấy anh mới là bao lưới mới là đánh. Để sáng em quay rõ từng chi tiết cho gia đình mình xem. Sáng bắt đầu là lái kêu dậy quýnh lưới đi biển với em nha gia đình. Em chia sẻ cuộc sống bà con mình ở làng chài Long Hải nghề lưới lặn, có điều chưa sơ sót cô chú bỏ qua cho em nha. Ra bãi biển nhiều lúc nó hơi lắc á, gia đình thông cảm. Đây là giờ này đang chạy ngang Vũng Tàu nè gia đình, đang Vũng Tàu về đêm đẹp ha gia đình ha. Dạ tới chỗ rồi, giờ anh lái lặn nhảy xuống lặn à. Giờ này cũng 5 giờ mấy à. Đó, anh lái lặn là nằm đó, chấm chấm đen đen á. Đây lên rồi gia đình ơi. Trời lên đẹp ha. Giờ này mấy anh bạn xuồng, mấy anh mấy chú dậy hết rồi. Rồi chờ lắc nữa mà lái, mà lặn mà gặp cá là lái kêu quýnh lưới là nhảy tới là làm ha với gia đình.
kia bỏ thúng xuống gia đình ơi. Lái gặp cá, bỏ thúng xuống nằm lặng à. Gia đình quánh từng bố từng bố từng bố, tại thao vô từng bố cho nó gọn á. Bố thứ hai lái đang nằm lặn ở dưới nước á. Giờ vô hết 4-5 cây cờ gia đình ơi, để mình biết cái vòng vỏ mình quánh vòng hay là nhỏ đó, mình biết cái dân lưới, cái vách lưới của mình nằm ở đâu, ở đâu á. Nghe giật ốc rồi. Em tính ra đóng cái vai quăng ống, quăng ống đánh cũng được nửa vàng lưới rồi gia đình ơi. Anh chờ tới ống là em quăng cái ống này thôi nè. Hồi nãy có cột cờ thì em vô cờ cậy phụ mấy anh mấy chú tay giật ống này tới làm dữ quá nè. Nửa dần lứa rồi. Giờ bây giờ mở mé tính đánh nữa mà cái ghe dập ốc nó chạy tới nó làm dữ quá. Trên xuồng đi tổng cộng em luôn là 7 người ở gia đình. Quýnh lưới ngâm nãy giờ cũng 15-20 phút rồi gia đình ơi. Giờ bắt lưới kéo gia đình ơi. Đeo bao tay rồi vô, mấy anh mấy chú đeo bao tay rồi vô sẵn sàng công việc nè. Bắt cờ lên kéo luôn, khỏi xuống thúng kéo.
giờ đang kéo lưới nha gia đình. Lưới lặn đây không phải như là lưới cá chích nha gia đình. Lưới cá chích thì nó đóng bệt, còn lưới cá lặn đây là đóng cá rằng cá tiễn không mà. Cá sóc, cá ngao, cá lò, ống. Đóng thằng những cái mặt cá chợ không à. Hai gia đình, cá lò. Cá lò này béo á. Cá lò. Cá ngao. Cá ngao vô bờ cá chăm hơn á gia đình. Cá lò này cũng 50-60 ngàn ký á gia đình. Lưới đây đi thằng đánh những cái mặt cá chợ mà đó. Cá lò này mà nấu canh chua tương nhất nách. Ba gia đình. Cái lò nó bự, cái lò này béo lắm. Lò. Bóp bụng. Là nó qua cái mặt lưới rồi. Đóng cái da lại da vô cho kiếm tiền đồ của bác ơi. Cái đầu. Cá đuối nha. Cá đuối. Cái này cái gì em gia đình? Gia đình mình ai mà biết comment vô giúp em nha. Nó giống như là cái bông cải ở trong bờ mình vậy. Cái này là không có sử dụng. Cá lò. Cá lò không mà đóng thằng cá lò không à, gia đình ơi, lâu lộn vài con cá ngao. Cá ngao gia đình, có người ta gọi là cá đù đu vàng á. Đóng cá lò nhiều gia đình ơi. Kim nha. Cóm. Cái cóm này mà vô trong bờ là 300 mấy ngàn một ký gia đình. Mấy ngày mà lễ là 400-500 luôn gia đình.
gai, mực gai. Ta em zoom lại cho gia đình mình thấy có chiếc ghe dập ốc nè. Đang chạy. Cái lò này nó ú nù ú nù. Cái lò này béo không? Ăn thịt nó ngọt. Che miếng màn này lên cho nó mát, cái lưới này lên cho nó mát nè gia đình. À, căng bố ra. Bữa nay im, chờ im đến đó mà tắt gió luôn, nóng chảy mồ hôi luôn. Nực cái gia đình. Cái lò này mà đánh mà chịu một cái mà nghe mé gia đình, đóng thấy ham lắm. Đóng dẻo chì luôn. Bây giờ là đóng bằng cái lò. Lẹ. Gia đình ơi, cá chích á, chờ cái này mà gặp xù nó chích mà chạy ngang cái xà khói nó bao cái vòng tròn cái lúc ống luôn á. Thành lớn à. Còn cả hơn bốn nữa, 5-6 tấm rồi hết rồi. Ông anh đang gỡ nè, con ghẹ nó màu tím, ở đây ta gọi là con ghẹ học trò, màu tím diệm. Cái ghim tới cái cờ đó là hết lứa ở gia đình, hai con luôn. Là bắt đầu là chuẩn bị đi lặn giác thứ hai. Lứa rồi gia đình ơi, hết luôn. Dạ. Có lò nè. Giác này được như đây nè. Có lò, có ghim. Có lộn cá ngao. Cái lò nhìn ngon ha gia đình. Rồi hết lưới mấy anh mấy chú xấu giữa sạch sẽ. Chuẩn bị giác thứ hai. Có chiếc ghe băng bộ tới nữa nè. Ghe đánh dập ốc có tên là Tài Lộc.
đúng ghẹ dạt không à. Tôi tính lấy giờ lộ 2 chú Tám vậy là lộ ăn cơm. Cơm cơm nha, cơm ghẹ luộc, cá sòng luộc. À, chấm lại bô ớt. Cuộc sống dân dã ngoài biển là như vậy thôi. Ồ, ghẹ gạch son không? Trong thời gian lái chạy năm đường lặn nè, mấy anh với chú đây nằm ngủ nè. Anh mệt á, ở trên này có cái miếng lưới nè, che nắng nó cũng mát mát. Tàu đang chạy nè gia đình. Lớn nha gia đình. Và thứ hai nha. Lớn. Lặn từ ở dưới chạy lên trên đây cũng xa lắm gia đình. Có quấn lớn tiếp nè. Quay qua gia đình không? Vô cờ. Vô câu nha gia đình, vô câu có nghĩa là từ cái cờ đây quánh hơn cái vòng tròn, bây giờ giáp cái vòng tròn lại, nó gọi là vô câu á. Xồm anh em đang quánh lưới mà chiếc tàu này nó chạy vô trong vườn sấy nè gia đình. Rồi mở mé. Rồi mở bỏ thúng cho anh em xuống thúng kéo.
quê nha. Em nó là lên mỗi tay. Dạ ok. Mỗi tay rồi ghê quá. Cá bự quá mà. Cá đuối nhà quê. Kêu bằng cá đuối ngại gia đình. Cá đuối này mà vô bà cũng trăm mấy ngàn ký á. Đuối đỏ. Này nấu mặn chua nha. Nấu chỉ miếng mày. Hai cá chai. Sóc này mà lúc mà nó chưa đóng lưới á, nó kêu nha, đóng lưới vào nó tọt. Nè, gia đình ơi, bây giờ mới là em mới thấy con cá này là gia đình, cá sóc chắc, sóc đỏ nè. Cá này vô bờ trăm mấy ngàn ký gia đình. Nó còn nó mà chưa có đóng lưới á, là nó gõ cụp nha. Mà khi nó đóng lưới vào là nó ọt. Là mấy anh lấy lặng, mấy anh nói vậy á. Cá này mà đánh mà nó mà chịu một cái giò kéo coi đẹp lắm gia đình. Con này cũng ba lạng à, cốc đỏ trên ba lạng, nó còn sống nó bơi luôn gia đình. Cá sóc á em cầm lên coi nó có kêu cho gia đình nghe. Đó nó ọt với gia đình nghe không đó. Này là cá sóc đỏ nha. Đẹp đó gia đình. Kêu cái coi. Đó. Kêu cái coi. Kêu cái nữa các bạn. Đó. Gia đình ơi, giờ bắt đầu là lên ga chạy vô. Giờ này cũng 1:20 rồi. Em ra sao á? Tàu dầu gia đình. Tàu này tàu kéo chở dầu lắm. Tàu bự ghê. Cá nấu mì. Cá lò nấu mì nha gia đình. Me đầu nấu. Dạ. Me đầu nấu. Không có me hả? Wow, ổn ha. Cá lò này mà có me nấu cá chua ngon. Giờ không có me thì nấu mì. Mật nha gia đình. Bữa nay chạy ngay cái lạch của tàu á, thằng thấy quá trời tàu luôn gia đình ơi. Đằng trước mỗi hai chiếc nè. À, mấy chiếc mà đen bự thằng tàu không á. Rồi bỏ cá.
nấu xong thành phẩm nè gia đình. Gia đình thấy cái nồng mì chất lượng chưa? Nào là cái lò nè, mực nè, ghẹ nè. Ở đây bưng lên cho gia đình xem nha. Đó, ghẹ nè. Đó, cái lò nè, mực nằm ở dưới. Rồi em mời gia đình ăn cơm với em nha. Mời gia đình ăn mì nha. Ăn mì lại cái lò gia đình ơi. Cái lò béo lắm. Cá ngon. Cá mới đánh lên đó gia đình. Ăn thịt nó ngọt lắm. Mực nè gia đình. Nó giòn. Nó ngọt. Mới ăn xong gia đình ơi, đúng ngon luôn. Bây giờ từ đây mà nhảy vô bờ khoảng một tiếng nữa. Vô gần tới cửa rồi gia đình ơi. Mình chạy có cái bù á, xa xa núi bên kia là Long Hải á. Đang vô tới cửa rồi gia đình. Đây là ghe giả cào. Đang vô cửa gia đình. Cái dàn đò đi gặp ship của bà con mình ở Sóng Cồn, Phước Tỉnh. Còn đây là dàn ghe giả cào, giả cầu cốc á, đậu cho ngay cảng cũ của ở Phước Tỉnh mình luôn. Cảng cũ ngay chỗ anh đô á. Còn đây là hướng vô xuồng của bên em vô đây, neo đậu ở đây nè. Đó, ngay cái chỗ trống này nè. Dạ rồi gia đình ơi, vô tới chỗ rồi gia đình. Em xin phép cô chú anh chị nha, em kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like nha. Em chia sẻ cuộc sống bà con mình về làng chài Long Hải, đi nghề lưới cá lặn. Có điều chi sơ sót mong cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Bye bye gia đình.